Xin kính chào quý vị, xin mời quý vị đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày 23 tháng 3 năm 2024 được cập nhật hàng ngày trên báo Công Thương. Sáng nay giá vàng trong nước tiếp đà lao dốc không phanh về quanh ngưỡng 80 triệu đồng một lượng. Cụ thể giá vàng SCC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 78 triệu đồng một lượng mua vào và 80,02 triệu đồng một lượng bán ra. So với dạng sáng qua, giá vàng SCC đã được điều chỉnh giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều. Tương tự Doji tại khu vực Hà Nội cũng điều chỉnh giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều xuống lần lượt 77,7 triệu đồng một lượng mua vào và 79,7 triệu đồng một lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 77,3 triệu đồng một lượng và 79,2 triệu đồng một lượng, giảm 1,1 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán so với dạng sáng qua. Giá vàng thế giới tiếp đà giảm với vàng giao ngay giảm 16,5 đô la Mỹ xuống 2.164,5 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.166,5 đô la Mỹ một ounce, giảm 18,2 đô la Mỹ so với dạng sáng qua. Sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần này đã gây áp lực mạnh lên vàng. Mặc dù mất đi 0,7% trong ngày, nhưng vàng vẫn tăng nhẹ so với mức chốt phiên giao dịch tuần trước.